cái cầu sắt mà vẫn là còn cái cầu nhỏ. Tá chúng tôi này là đi là nó tắc xe, nhiều khi người ta lại còn chắn cái cục để không cho đi chở các cháu đi học, nhiều khi chân nó còn chạm vào cầu về chảy cả máu chân ra. Nhưng bây giờ thông suốt này là nói chung là toàn dân là phấn khởi sung sướng lắm. Bà con đồ ai cũng rất vui, rất phấn khởi. Rồi tôi cũng mong muốn sao à các cái cầu ở xã Phước Kiển mình như cầu Long Kiển, rồi cầu Nhân Đức đồ cũng làm giống như cái cầu Phước Lộc này. Tôi nghĩ một cái khó khăn lớn nhất là công tác nhận mặt bằng. Và chúng ta thấy rằng suốt 7 năm vừa qua thì quá trình thi công đã phải dừng lại chờ đợi cái việc bàn giao mặt bằng để tiếp tục triển khai. Trong vòng gần một năm của năm 2019-2020 thì công tác này đã được hoàn thành, và tháng 6 năm 2020 thì chúng ta nhận được toàn bộ mặt bằng trên địa bàn như vậy. Và đây tôi nghĩ là một cái bài học rất là lớn để chúng ta có thể nhân rộng cho những cái dự án giao thông khác trên địa bàn thành phố. Ngay cái tên của cầu nó cũng toát lên cái ý nghĩa rất là nhân văn. Phước Lộc thì rất lãnh đạo thành phố rất mong là đem lại những điều phước, những điều lộc đến với bà con của bác ở hai xã này, và chúng ta có điều kiện để thông thương, để điều kiện để phát triển về kinh tế, văn hóa và đặc biệt là y tế và giáo dục cho hai cái xã này.